Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây, Vĩnh Phúc, một tỉnh nằm cận kề thủ đô Hà Nội, đã tập trung khai thác thế mạnh nổi trội của tỉnh về đất đai và lợi thế về đường giao thông, đường sắt, cảng hàng không để đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch 20 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 6.000 ha. Trong đó, nhiều khu công nghiệp đã và đang trong quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khai thác hoạt động hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã kêu gọi nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, dệt may và da giày. Các nhà đầu tư đã quan tâm địa bàn vùng nông thôn, nơi có thể tuyển dụng lao động với số lượng lớn. Đây cũng là xu thế được tỉnh dự báo trước để đón đầu trong thu hút đầu tư vào địa phương. Trong 5 tháng đầu năm 2015, trong các khu công nghiệp có thêm 3 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tổng số dự án đang hoạt động trong các khu công nghiệp lên 140 dự án. Trong đó có 112 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 28 dự án đầu tư trong nước. Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt gần 600 triệu đô la Mỹ. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm ưu thế đạt 575 triệu đô la Mỹ. Trong những năm qua, ngành công thương phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở kế hoạch đầu tư thẩm định lựa chọn những doanh nghiệp, nhà đầu tư có khả năng về tài chính để xây dựng các khu cụm công nghiệp theo đề án. Trong đó có chọn lọc các dự án đầu tư theo các ngành ưu tiên, đồng thời tận dụng những cơ hội từ hội nhập mang lại để đẩy mạnh xuất khẩu. Từ khi Việt Nam gia nhập với WTO thì chúng ta thấy là đây là một cái lợi thế rất tốt đối với toàn quốc và đặc biệt tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta là một tỉnh công nghiệp. Có rất nhiều các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn và tập trung vào vừa sản xuất, vừa xuất khẩu các cái mặt hàng, ví dụ như ô tô, xe máy, dệt may và một số các cái vật liệu khác trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp thì hầu hết là rất là năng động đi quan hệ và nghiên cứu các cái từ các cái tỉnh và các cái nước trong khu vực để tiến hành xuất khẩu. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, các dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước tại tỉnh đều được triển khai xây dựng nhanh và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Cùng với việc thu hút các dự án đầu tư mới, nhiều dự án sau khi hoạt động đã mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tăng thêm vốn đầu tư. Các dự án FDI đã tạo điều kiện cho Vĩnh Phúc hình thành một số ngành công nghiệp mũi nhọn, tạo ra giá trị lớn, có sức cạnh tranh cao. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của tỉnh Vĩnh Phúc về các chính sách đầu tư, tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, chúng tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm của tỉnh, chính sách của tỉnh, thông thoáng và hiệu quả. Các sản phẩm của chúng tôi phát triển rất tốt tại thị trường Việt Nam. Tôi cho rằng cái việc đầu tư của sông Hồng thủ đô tại Vĩnh Phúc trong thời gian vừa qua đã thành công. Trước đây khi chúng tôi đầu tư vào Vĩnh Phúc, thì chúng tôi phỏng đoán một thị trường Vĩnh Phúc có tiềm năng. Đặc biệt là đáp ứng cái nhu cầu hội nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng từ thủ đô Hà Nội lên. Và hiện nay thì chúng tôi đã chứng minh được điều đó. Nhờ có các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được hình thành, Vĩnh Phúc phát triển một số ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế cạnh tranh cao. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số ngành công nghiệp công nghệ cao với các sản phẩm công nghiệp chủ lực như ô tô, xe máy, gạch ốp lát, ngày càng chiếm thị phần lớn trong nước và khu vực. Trên địa bàn, các ngành công nghiệp phụ trợ bắt đầu phát triển. Tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống được quan tâm quy hoạch, đầu tư, khôi phục và phát triển. Từ những kết quả đã đạt được trong phát triển công nghiệp và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Vĩnh Phúc đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2015, có đủ các yếu tố cơ bản của một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.